Chào các bạn, hôm nay nội địa Nhật Bản sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc máy chăm sóc da mặt của hãng Panasonic. Đây là chiếc máy có mã là EHSA60. Nó sử dụng công nghệ nano e để tạo ra những cái ion dương và âm giúp da mặt săn chắc hơn và loại bỏ mụn. Đây là theo lời quảng cáo của nhà sản xuất nhé. Đây, cách sử dụng thì rất đơn giản. Các bạn có thể sử dụng kết hợp nano e cùng với cả hơi nước ấm đấy để xông mặt, tạo độ ẩm cho da mặt và giúp làm căng da mặt. Thì cái này sẽ chạy trong vòng 12 phút, nó sẽ tự dừng. Còn đây là cách thứ hai là nó sẽ phát ra tia ion âm và dương nano e đấy trong vòng 8 tiếng để các bạn ngủ ngon hơn. Và là sản phẩm dành cho thị trường Nhật Bản, các bạn thấy phần hướng dẫn là toàn tiếng Nhật thôi. Đóng gói nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng đi kèm này. Cũng toàn một tiếng Nhật. Đây là dây cắm nguồn, sản phẩm chính hãng Panasonic, các bạn yên tâm về chất lượng. Và đây là chiếc máy của chúng ta. Mặt dưới đáy chúng ta sẽ thấy thông số của máy. Mã là EHSA60. Điện thế sử dụng 100V các bạn nhé. Công suất là 290W. Ở dưới đáy này các bạn thấy có một cái nút này, nếu nó đổ ra nó sẽ tự động tắt nhé. Đây là nút an toàn. Về cấu tạo chúng ta sẽ thấy cái máy này có hai cửa thoát. Cửa thoát ở phía trước này là nó sẽ phun ra ion âm và dương, giúp chúng ta làm không khí trong phòng dễ chịu hơn. Còn cửa thoát phía trên này sẽ phun ra hơi nước ấm để các bạn chăm sóc da mặt hoặc là chăm sóc tóc. Còn chỗ này là cái nút điều khiển. Còn trên này là cái hộp chứa nước. Hộp nước các bạn rút này ra, đổ nước vào trong này. Bạn đổ nước sạch vào đây là được. Bạn sẽ đổ nước từ cái mực ở đây. Đây lại. Rồi đặt vào đây. Sau khi đổ nước vào, các bạn bấm nút công tắc nguồn để bật lên. Chúng ta sẽ thấy đèn xanh nhấp nháy. Đây có hai chế độ. Thứ nhất là nó sẽ phun ion qua cái cửa trước này. Còn phía trên này là sẽ thổi hơi nước để các bạn xông mặt hay là ủ tóc. Thế thì để sử dụng hai chế độ đó, chúng ta sẽ làm thế nào? Bấm và giữ nút này để chuyển hai chế độ. Nhấp nháy này là chế độ ion này, là phun qua cửa trước. Còn bấm và giữ này khoảng 3 giây thì sẽ chuyển qua chế độ là phun hơi nước. Nhấp nháy đèn đỏ đây này. Và để khởi động và tắt ấy, thì các bạn sẽ bấm nút này. Ví dụ các bạn muốn bắt đầu phun hơi nước, các bạn bấm bắt đầu. Còn muốn dừng lại thì bấm lần nữa thì nó sẽ tắt. Các bạn đợi một chút nhé, nó sẽ phun hơi nước ra. Các bạn thấy hơi nước đã phun dần ra này. Đây các bạn thấy, và các bạn thấy cái lượng hơi phun ra rất là nhiều. Sẽ giúp tạo ẩm cho làn da của các bạn, hoặc là tạo ẩm tóc. Đây các bạn thấy ạ. Chúng ta sẽ để khuôn mặt mình cách đây. Cái hơi này là hơi ấm các bạn nhé, nên chúng ta sẽ để cách khoảng 20cm để tránh bị bỏng. Rất là ấm. Thế còn muốn chuyển sang chế độ nano e, dừng lại thì các bạn lại bấm nút này. Lúc này thì nó sẽ tự nhảy qua cái chế độ là nano. Bây giờ muốn bắt đầu, lúc này nó sẽ chuyển qua chế độ là phun ion. Muốn bắt đầu ion thì các bạn lại bấm nút này. Thì đèn xanh nó không nháy nữa. Và các bạn thấy nó hơi mát mát ở đằng trước này. Nó phun vào cái cửa này. Đấy. Còn tương tự vậy, các bạn muốn chuyển qua cái chế độ phun hơi nước thì các bạn lại bấm và giữ nút này 3 giây. Rồi chúng ta lại bấm start để phun hơi nước. Cách dùng rất đơn giản như vậy. Nếu mà muốn phun hơi nước ấm này thì chọn chế độ phun hơi nước đèn đỏ trên này. Còn phun ion qua cửa trước này cho phòng chúng ta thì sẽ chuyển qua chế độ phun ion đèn xanh ở đây. Còn kết thúc các bạn bấm nút tắt và tắt nguồn đây. Phun xương NanoCare của Panasonic, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh Nội địa Nhật Bản để có thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.